Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà được xây dựng độc lập tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì thông số nhà như sau: diện tích 30,2m² trên sổ đỏ, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Căn nhà này rất là thoáng, hướng nhà là hướng Tây Nam, đường ngõ trước nhà vô cùng rộng mọi người ạ. Nó cách với trục đường ô tô đi lại 50m thôi, nói chung căn nhà này đi lại rất là thuận tiện. Vị trí cái căn nhà Phú Lương này thì nó rất là gần với một số cái vị trí như trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, trường Trung cấp Y Dược, gần với lại ngã ba Ba La Hà Đông, gần với lại cái trục đường quốc lộ 21B. Với cái căn nhà này xung quanh ngập tràn tiện ích, đặc biệt với cái thông số nhà rất là đẹp quý vị nha. Mặt tiền 4m2, mặt hậu 4m2, chiều dài 7m2. Với căn nhà này hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Xây dựng độc lập, duy nhất một căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ. Với kém phần mặt tiền 4m2 rất là thoáng, thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa cuốn và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người ạ. Đó, căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong chỉn chu rồi. Đó, với cái hiện trạng của ngôi nhà thì chỉ việc xách vali về và ở thôi. Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là phần tầng 1 của ngôi nhà. Thì căn nhà này cũng như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, hoàn thiện xong chỉn chu. Phần ở gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Đây là cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Bao giờ cũng vậy, với một số cái căn nhà mà cái phần mặt tiền nó rộng thì bên trong ngôi nhà nó rất là thoáng mọi người ạ. Đặc biệt là cái căn nhà này mặt tiền 4,2m, mặt hậu 4,2m, rất là vuông vắn. Với cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế toàn bộ là màu trắng. Đó, tiếp theo cái ưu điểm của căn nhà là được xây dựng một căn, rất là thoáng. Xung quanh thì dân cư vô cùng đông đúc mọi người nha. Tiện ích thì ngập tràn, nó rất là gần với lại cái trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, phạm vi bán kính nó chỉ khoảng tầm 800m quay đầu thôi, là quý vị có thể có đầy đủ những cái mà như mình mong muốn, chợ trường phường trạm. Tiếp theo nữa của cái căn nhà này mà đi ra tới trung tâm Hà Đông, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 5-6 cây thôi. Nó gần với Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, gần với lại Ủy ban Nhân dân quận, gần với lại trung tâm hành chính quận. Nói chung là giao thông mọi cái đều tiện ích. Và hiện tại giá chào bán của căn nhà này là 2.680.000.000, một con số rất là đẹp. Bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đây là cái phần phòng bếp, không gian phòng bếp của ngôi nhà mọi người đây. Đây là chữ L, phòng bếp thiết kế rất là chỉn chu. Đây là cái phần để tủ lạnh mọi người nha. Đó, với cái phần hoàn thiện lên tủ bếp đây, toàn bộ là sử dụng cái tông màu trắng và tông màu nâu. Đây quý vị có thể nhìn thực tế giúp em. Đó, hai cái tông màu nổi bật. Cái không gian bếp rất là tươi trẻ, tinh tế. Xung quanh bếp được ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá granite. Đồng thời phụ kiện bếp được lắp đặt đầy đủ chất liệu inox 304. Đây, nước đã có rồi mọi người nha. Nước, điện đầy đủ hết rồi. Đây, phụ kiện bếp đi kèm như quý vị nhìn thực tế luôn. Nói chung với căn nhà này thiết kế rất là hài hòa. 5 tầng của ngôi nhà. Đây Ngọc Ánh đang review rất cụ thể đường hướng giá vị trí ở tầng 1. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì tầng 1 của ngôi nhà thiết kế thêm một phòng vệ sinh nho nhỏ ở phía dưới tầng 1, đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng ở dưới tầng 1, đó là bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tiếp theo, toàn bộ cổ trụ tay vịn cầu thang. Đây mọi người có thể nhìn thực tế giúp em luôn à. Đó, chất liệu toàn bộ là gỗ lim với cái đây này, tay vịn cầu thang rất là chắc chắn. Mặt bậc của bậc cầu thang như quý vị nhìn thực tế ở đây là toàn bộ là ốp đá granite. Như vậy tầng 1 Ngọc Ánh đã review rất là cẩn thận và chi tiết rồi. Mời mình theo em lên khám phá các tầng trên của ngôi nhà, xem trên tầng thiết kế ra sao. Với một căn nhà 30,2m, hướng nhà Tây Nam, giá bán 2.680.000 đồng. Với tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế căn nhà này phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, khi mà bước chân lên trên phía cầu thang mọi người ạ. Và phòng ngủ, một phòng ngủ rất là rộng. Đây, thực tế căn phòng ngủ này luôn. Với cái đây, cái không gian cửa sổ mọi người ạ. Một cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài vô cùng rộng, thiết kế hai lớp cửa. Với bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa inox 304. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Tất cả các phòng ngủ đều được lắp gạch kích thước gạch 60-60. Hệ thống trần thạch cao, âm trần. Đó. Ôi cái
cửa thông phòng mọi người ạ. Đây, thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim, rất là chắc chắn, nặng tay luôn ý. Và đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Wow, rất là rộng nha. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu, lavabo bàn đá, một chiếc gương tắm rất là to. Và cái không gian phòng tắm này nó tối màu rất là sạch mọi người ạ. Đó, đây, lavabo bàn đá đây, có chiếc gương tắm mọi người có thể nhìn này. Wow, rất là to luôn ý. Đây, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó, như ông Ánh chia sẻ rồi, quan trọng nhất nó là vị trí bất động sản. Căn nhà này thì cách đường ô tô cũng khá là gần, giao thông đi lại thì rất là thuận tiện. Vị trí thì được xây dựng một căn. Đó, tiếp theo mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà nha. Quý vị ơi, với như ông Ánh vừa chia sẻ rồi, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế giống hệt nhau. Đây, là một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đấy, cầu thang đi lên giữa các tầng nó rất là rộng. Cầu thang này đi lên nó phải tầm 1m2 mọi người ạ. Đây, cửa thông phòng đây. Như vậy, căn nhà này có 3 phòng ngủ riêng biệt tính tới phần lên trên phía tầng 4 mọi người nha. Còn đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đấy, rất là cụ thể, chi tiết đầy đủ, công năng sử dụng theo từng tầng. Thiết kế cũng rất là hài hòa. Và ngoài xin trân trọng mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà. Bởi vì tầng 4 thiết kế giống hệt như tầng 2, tầng 3. Vậy thì tầng 5 thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên trên cái tầng 5 nhé. Đây đây đây, tầng 5 đây các bác ạ. Với cái tầng 5 này thì ngoài vừa bước chân lên trên đây, có một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Đồng thời trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì đây, thiết kế một cái khu vực để máy giặt riêng. Đây mọi người nha. Nói chung căn nhà này thiết kế khá là tỉ mỉ và chỉn chu. Đấy. Tiếp theo, đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây mọi người ạ. Xung quanh khu dân cư đông đúc. Ngói sẽ chia sẻ với mọi người một chút với căn nhà này. Thì nó rất là gần cái khu đất dịch vụ Phú Lương. Khu giãn dân nó đi ra tới trục đường quốc lộ 6, nó chỉ khoảng tầm 300m thôi. Trường, chợ, nói chung là nó rất là gần ở đây mọi người ơi. Nó gần lắm luôn ý. Và giá chào bán 2 tỷ 680 triệu đồng. Căn nhà thiết kế 5 tầng, đổ mái cả trần tầng 5 luôn mọi người nha. Đấy, giá bán hợp lý, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983 0134 03 hoặc 0888 041 444 nha. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.